210 thiên. Ngày 210. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Trên giá sách của phòng em, ngăn trên cùng. 你房间的书架上最上面一层。你房间的书架上最上面。一层，你房间的书架上最上面一层。你房间的书架上最上面一层。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhận được lời mời kết bạn. 收到好友申请。Trà xanh và cappuccino. 绿茶和卡布奇诺。dự định. 打算。Alo. 喂。hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 效果确实非常好。đến cả người bản địa. 连本地人. đã an bài xong rồi, đã sắp xếp xong rồi. 已经安排好了。bữa tối. 晚餐. thời tiết mát mẻ. 天气凉快. bên trong có cái siêu thị. 里面有个超市. bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. Hai bên trái sẽ có cái hầm để xe. Giữa bên hội có cái địa hạ停车场. Tìm vất vả quá. 找得好辛苦. Đáng yêu. 可爱. Xinh đẹp lắm mà. 挺漂亮嘛. Tuyệt đối. 绝对. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Để đâu? 放哪儿? Không có ấn tượng gì cả. 一点印象也没有. Trên giá sách. 书架上. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. 最上面一层。